Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hình ảnh của triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh được tổ chức khai mạc ngày 17 tháng 10, 2020. Kỳ này với hơn 1.000 tác phẩm. Chiều tối hôm qua, ban tổ chức đã tổng kết cho biết là vào khoảng độ 1.300 tác phẩm lớn nhỏ với một cái khu không gian trung tâm văn hóa Kinh Bắc Bắc Ninh rộng và đẹp như thế này. Ngoài cây cảnh nghệ thuật ra còn có những gian hàng khác, ví dụ như gỗ lũa mỹ nghệ. Đây là một triển lãm rất quy mô, sinh vật cảnh và thi thả chim bồ câu bay. Một số những tác phẩm đến từ những cái tỉnh rất xa, từ trong miền Nam, ví dụ như là từ Bình Dương. Đây là trước mắt chúng ta có 4 tác phẩm đến từ Bình Dương. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn luôn bây giờ. Tác phẩm đầu tiên tôi giới thiệu đó là một cây khế. Một cây khế có cái phần cốt thân bệ hình thú. Cây khế hình thú rất đẹp. Đó là chủ sở hữu là nhà vườn Phương Lan. Đây là số điện thoại. Cây khế đặt tên là khuyển mặt sệ. Vâng, ba từ khuyển mặt sệ như thế nào để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thứ nhất là đến cái mặt sệ, đây là rất giống mặt của một chú khiển. Vâng. Và tất cả chi trước và chi sau đầy đủ. Một hình ảnh của cây khế mà Đỗ Sinh đã có dịp vào tại Bình Dương để chia sẻ vườn Phương Lan. Hiện tại cây khế rất hiệu quả. Và đây là con chú khiển mặt sệ minh họa nằm ở phía dưới. Đẹp quá. Vâng, chia tay với cây khế hình thụ, chúng ta đến với một bóng dáng của cây khế nữa. Đây một cây khế tầm vóc lớn, có thể gọi là những cây khủng được. Vâng, cây khế có tên là Thiên Long Vũ Hội, chủ sở hữu nhà vườn Phương Nam. Vậy là nhà vườn Phương Lan có 2 tác phẩm khế trong số 4 tác phẩm từ Bình Dương ra đây.
đẹp quá. Vâng, tất cả những cái tay chi, những vị trí quá là đẹp luôn. Bóng dáng của một cây khế rất thoáng đãng. Chủ nhân đã làm được thành cái phần bông tán đẹp như là những cây xanh. Chúng ta chuyển tiếp đến cây thứ ba mà nhà vườn Phương Lan mang ra Bắc Ninh, đó là một cây lộc vừng. Cây lộc vừng có tên là Đại Lực Sĩ. Và cái chậu đắp tay đẹp quá. Chúng ta cùng ngắm cái thân bệ cây lục vực. Vâng, cơ bắp của hai cánh tay một chàng lực sĩ. Chúng ta chuyển tiếp đến một cây thứ tư, đó là cây nguyệt quế. Một cây nguyệt quế dáng trực.
Vâng, đó là hình ảnh của bốn tác phẩm nhà vườn Phương Lan đã mang từ Bình Dương ra để tham dự trưng bày tại triển lãm Bắc Ninh. Đỗ Sinh đã giới thiệu trọn vẹn trong một cuốn video gửi đến các bạn chúng ta được biết nhiệt tình, đam mê với một chặng đường không nhỏ. Nhà vườn Phương Lan đã mang đến Bắc Ninh bốn tác phẩm rất là đặc sắc, động viên phong trào. Xin chúc nhà vườn Phương Lan nhiều sức khỏe với cái đam mê và những cái tác phẩm đẹp của mình, luôn tôn tạo, gìn giữ để có nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào và chuyển tiếp đến những cuốn video sau.